À, Thắng Hoàng xin mến chào tất cả các bác Hôm nay thì à, Thắng Hoàng à, Xin gửi tới tất cả Các bác là một cái mẫu mic Mẫu mic đời cao Của Philips à, Một trong những cái dòng thương hiệu của Đức Và được sản xuất tại Đài Loan Hàng rất là chất lượng các bác nhé Và đây là một trong những cái dòng mic Thứ nhất là nó mang lại à, cho chúng ta nhiều cái Cái tính năng như thế này à, Tự ngắt này Cảm biến ra tốc này uhm để mới này. Giá hợp lý này. À, sóng xa này, chất âm hay này, độ nhạy cao này, hát rất dễ dàng các bác. Đây Thắng Hoàng đã khởi động một bộ mic lên để gửi tới các bác. Đây các bác có thể nhìn thấy đầu mic rất là đẹp nhé, rất là sang trọng. Đấy, rất là sang trọng cái này màu đồng. Đấy, tay vàng gold này trông rất là đẹp nhé. đẹp mướt luôn các bác nhé. Thì ở đây là chiếc côn, đây, chiếc côn này là chiếc côn xịn cao cấp cho nên là âm thanh nó xử lý cũng rất là hay để thắng hoàng bật lên để gửi tới các bác nhé đây các bác nhìn thấy hiển thị rất là sang trọng nha hiển thị đây đầu hiển thị đầu 7 luôn đây, đây là cái tần số sóng cao nhất hiện tại bây giờ là lên đến 79 đây từ 74 lên đến 79 này các bác có thể nhìn thấy 79 là cao cấp rồi à, sóng đời sóng tần số cao như thế này thì nó sóng nó sạch và nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều đấy các bác có thể đi làm sự kiện hay lắp phòng hát karaoke gia đình thì quá ok rồi Đấy các bác nhìn thấy cái màn hình nó hiển thị sang trọng không ạ Đấy tự ngắt thì khi mà mình đặt xuống đây à, Chức năng tự ngắt nó sẽ kích hoạt lên là nó sẽ hiển thị mù te luôn ở ngay cái tay đây cho các bác Đấy nó sẽ hiển thị mù te Mù te có nghĩa là nó không thu âm vào Đấy, và khi các bác đánh rơi đấy thì các bác thấy chưa rất là đẹp nhé rất là sang trọng khi mà các bác đánh rơi thì nó cũng sẽ ngắt âm không ra loa nó không gây tiếng bụp mà khó chịu hoặc có thể là cháy loa đấy khi mà âm thanh nó đang lớn đấy. đầu bảy đây các bác có thể nhìn nhìn và cái này này, cái cái con số tần số 193 này rất là nhiều, cái con mic nó chỉ lên đến tần số 100 thôi. Cái này nó lên đến 200 luôn đấy. Có kích sóng xa gần luôn các bác nhá, kích sóng khỏe. Đấy. Alo nhẹ các bác nhìn thấy này, cái mức độ nháy em chỉ alo nhỏ nhẹ thôi là nó nháy mắc kim luôn có nghĩa độ nhạy của cái đầu mic này nó cái bộ mic này nó bắt rất là tốt luôn. Lên. Lên. Đấy các bác thấy không ạ? Full luôn. Đấy có nghĩa độ nhạy nó rất là cao Đấy độ nhạy nó rất là cao Đây volume thì em đang để mắc Bây giờ em sẽ để 50% rồi nha Đây các bác có thấy không 50% Đấy 50% Em cũng sẽ nhấp môi thôi Alo nhẹ thôi nha lên, lên, Đấy độ nhạy rất là cao Hát rất là sướng Tất cả những cái đầu mic tay mic này Đã được làm sạch đẹp vệ sinh sạch sẽ cho các bác Hát cầm bộ mic vô trông nó rất là sang trọng và nó cũng rất là hợp vệ sinh luôn khi ban đầu mình mua bộ mic đó ok chưa về cái côn cool mic này côn cool mic này à, đầu mic này hiển thị này tay mic hiển thị này có chức năng đầy đủ này à, sau đó nữa là các bác để đi quan sát kỹ hơn về cái cái cái, cái bộ mic này <laughs> tem mác đang còn đầy đủ nhá các bác nhá. Đấy có mã check in thương hiệu đồng hoàng, giấy tem mác đang còn rất là đầy đủ. Con này thì nó nó sóng rất là khỏe tại vì nó lên đến 3 hộp sóng luôn các bác ạ. Đấy, 3 hộp sóng luôn. <laughs> sản xuất năm 2017 các bác nhá. Đây, đấy, sản xuất tháng 11 năm 2017. Đấy sản xuất tháng 11 năm 2017, mỗi bên là 3 hộp sóng. Đấy mỗi bên là 3 hộp sóng. Đấy 3 hộp sóng. À, mặt trước nó không dùng IC nữa nó dùng chip rồi. Đấy thưa các bác. Đấy. Đấy. Linh kiện nằm trên mặt cũng rất là nhiều. Đấy và ở đây có chở gốm này. À, à tụ gốm lọc âm này, tụ nhôm này. Đấy. IC và chip xử lý âm này. Anh chuyển mạch. Đó các bác có thể nhìn thấy. Đấy. Con mic sóng khỏe, bắt được xa đó là một cái ổn định của bộ mic, à, xử lý âm qua nhiều các lớp tụ lọc để nó sạch âm hơn, nó không bị nhiễu âm. Đấy. và một phần nữa thì mình sử dụng qua những thiết bị vang, mixer để mình căn chỉnh cái âm thanh bát tép của bộ mic. Vậy là quá ok rồi đấy, các bác có thể nhìn thấy này, hai cái volume kích sóng này. Đấy, có cổng 6 ly này, có cổng canon này. Đấy. Tất cả các cái này em sẽ bán ra cho mọi người với một mức giá đấy là 2 triệu 300 nghìn đồng Tính ra thì uh, tiếng nó có thể là hay hơn bay ơ thật đấy Em 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 cũng có những cái sự so sánh uh, Nó cũng có thể là nó nhỉnh hơn bay ơ mà các bác đang thường mua uh, Và một phần nữa là sóng lại khỏe hơn bay ơ Sóng nó khỏe hơn bay ơ các bác Đấy, sóng nó khỏe hơn bay ơ Với giá thành 2 triệu 3 thì uh, chắc chắn là nó rẻ hơn bay ơ rất là nhiều và nó đầy đủ tính năng tự ngắt ra tốc bayer thì nó cũng có cái đời cao nhất thì nó cũng là hiển thị đầu 7 à, hoặc đầu 6 thì nó có có cái chức năng gia tốc Đấy, nhưng mà mình mua thì nếu như bộ mic đẹp long lanh như thế này thì nó lại lên đến mức 2 ,7 triệu Đấy, 2 7 Hai triệu bảy thì bộ này về chất lượng âm thanh để mình sắp xếp cho nó là tương đồng đi thì với mức tiền như 2 ,3 triệu 3 mà đầy đủ tính năng như vậy mic đẹp như thế này thì vẫn cứ rẻ hơn đây chắc chắn đây là một cái 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 cái, cái điều kiện để mà mình chọn bộ mic này nó vẫn là thích hợp hơn và tối ưu hơn đây các bác nhìn thấy rất đẹp nhé có thể nói là đẹp mướt mượt luôn đúng không ạ đầu mic cũng rất là sang trọng Đấy, màn hình uh, em rất là thích bán cái dạng màn hình một màn như thế này này trông nó sang trọng hơn là hai màn hai bên nó trông quê bây giờ đời mới người ta dùng một màn to này thì các cái đời cũ thời trước là người ta cứ làm hai màn hình hai bên bé bé xíu con số nó to nó thô đấy quá ok các bác nhé à, mọi người nếu như đang uh, có nhu cầu đi tìm mua những bộ mic chưa biết được chọn bộ mic nào nó phù hợp thì uh, những cái uh, chi tiết em giới thiệu trong video này cũng uh, để các bác lưu tâm uh, tham khảo. Và đây là một bộ mic nó cũng trong cái tầm tiền cũng phù hợp để mình sử dụng thôi chứ không quá cao. Đấy, cũng không thấp quá để mà mọi người lăn tăn về chất lượng. Đấy, tính năng đầy đủ, chất lượng âm thanh thì em cam kết với các bác nếu các bác cứ test âm thanh đi. Uh, hay thì các bác nhận, còn nếu không hay thì các bác cứ hoàn lại cho em thôi. Còn uh, các bác test cứ test mic khô thôi nhá, test mic khô thôi. À, cũng không cũng đừng có nên là uh, vặn echo thì vượt ở con vang làm cái gì để để các bác cảm nhận được cái 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 giải âm của con mic này ra khi mà các bác uh, hát mic khô thì các bác mới đánh giá được chứ còn là uh, tiếng nó khô uh, hát nó, nó 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 quyện hay không quyện đấy là nó do con con vang xử lý chưa có được uh, uh, chuẩn chỉnh ví dụ nó chưa được tối ưu còn mình uh, mua mic thì mình chỉ cần xử lý uh, mình nghe à, tiếng nó có sạch không có sáng không bắt nó có tốt hay không à, và giải chung giải bát giải tép nó có 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 gọn hay không nó có bị vỡ tiếng có bị rè hay không thì các bác cảm nhận như vậy thôi cho em nhé còn nếu mà các bác bỏ mua bộ mic này về mà hát nó quyện hơn à, echo thì nó mượn mượt thì cái đó không phải đâu các bác nhé mình phải xử lý qua va còn tất cả các bác mua mic các bác thử mic các bác chỉ nên test tiếng mic khô thôi đấy còn nếu mà chưa à, cái còn vàng của mình à cái bộ âm thanh của mình chưa quyện hay chưa nọ kia thì các bác phải nên xử lý hoặc là cần hỗ trợ à, thêm về con à, xử lý âm của mình nhá đấy các bác có thể nhìn thấy rất đẹp rất tuyệt vời đấy. À, mic này thì em sẽ bảo hành cho các bác lên đến tận 6 tháng để các bác sử dụng đấy, cam kết với các bác là 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 à, bảo hành dài hạn 6 tháng đầy đủ cho các bác và hỗ trợ cho các bác đầy đủ như là chống lăn Rắc 6 ly dây nguồn đi kèm tân tật Các bác chỉ về các bác cắm vào thiết bị của nhà mình Các bác dùng thôi nhé Thắng Hoàng xin cảm ơn à, Tất cả mọi người quan tâm yêu mến theo dõi ủng hộ kênh của Thắng Hoàng Và số điện thoại em sẽ đặt ở trên video Để các bác có thể tiện liên hệ Xin chào tất cả mọi người